Ủa, xin chào các em. Xin chào ơi. Rồi, em mới nói gì? Em mới gọi tên Tion hả? Dạ. Rồi, anh Tion chào em. Giới thiệu với em, đây là các bạn người cá trong câu lạc bộ tiên cá của Tion. Trời ơi, sao không biết? Rồi, mấy em muốn làm người cá luôn không? Dạ muốn hả? Bây giờ các em chuẩn bị coi các bạn người cá bơi tập luyện với nhau nha. Rồi, bây giờ trước khi bơi tập luyện với nhau, Tion sẽ Rồi bây giờ Tion sẽ hướng dẫn các em kỹ thuật tạo dáng ở dưới nước. Là tất cả các người cá khi lặn xuống nước á, mình phải tạo dáng ở dưới đáy nước. Kỹ thuật tạo dáng dưới nước là các em hít hơi vô bằng miệng, thở ra bằng mũi, nhẹ thôi, chìm xuống đáy nước, xong rồi nín thở lại, đếm 1, 2, 3, xong rồi thở nhẹ ra bằng mũi, nổi lên, hít hơi vào tiếp. Coi Tion làm bắt trước nha. Em nào làm không được là hồi không có tạo dáng dưới nước đẹp đâu. Rồi Abraham làm cho các bạn coi thử coi. Làm gần đúng rồi, các bạn khác làm cho Tion coi thử nè. Mục đích của bài tập này sẽ giúp cho các em kiểm soát được hơi thở trong nước. Mấy em cần tập thở nhẹ ra để có thể chìm xuống nước dễ dàng, nhưng không phải là thở hết hơi ra, nhớ nha. Ai mà thở hết hơi ra thì sẽ không ở được lâu trong nước. Mấy em ơi, bây giờ tạo dáng dưới nước nha. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and